quý vị và các bạn, chiều nay, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với các địa phương trong cả nước về việc ngăn chặn ca lây nhiễm cộng đồng, ca chuyển nặng và tử vong, công tác tiêm vaccine phòng COVID-19. Dự tại điểm cầu của tỉnh Hưng Yên có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Thời gian gần đây, số ca mắc cộng đồng và tử vong tiếp tục có xu hướng gia tăng nhanh. Đợt dịch thứ tư đến ngày 15 tháng 12 năm 2021, cả nước ghi nhận 1,4 triệu ca, hơn 1 triệu người đã khỏi bệnh, trên 28.000 ca tử vong. Từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 12, cả nước ghi nhận gần 107.000 ca mắc mới. So với tuần trước, số mắc trong cộng đồng tăng 15%, số tử vong tăng 24%, số ca khỏi bệnh tăng 66%. Từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 15 tháng 12, Hưng Yên ghi nhận 1.621 ca, trong đó có 309 ca chưa tiêm vaccine, 229 ca tiêm một mũi và gần 1.100 ca tiêm đủ hai mũi. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng, phát hiện đánh giá cấp độ dịch đến đơn vị nhỏ nhất như thôn, bản, khẩn trương đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine và quản lý chăm sóc F0 tại nhà. Trước diễn biến phức tạp của biến chủng mới Omicron, Bộ Y tế, các địa phương bám sát tình hình, phát hiện sớm để có biện pháp ứng phó kịp thời, tăng cường thực hiện và xử phạt nghiêm các trường hợp không thực hiện quy định về phòng chống dịch. Cần ra soát, tiến hành đào tạo nhân lực, bảo đảm nguồn thuốc điều trị COVID-19. Các tỉnh, thành phố cần tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, chủ động nâng cao năng lực y tế, cơ sở, chú trọng hơn tới việc giám sát, xét nghiệm, phát hiện sớm và chủ động điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Kết luận tại điểm cầu tỉnh Hưng Yên, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu các địa phương đánh giá về tình hình dịch diễn ra trên địa bàn theo từng cấp độ, linh hoạt thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý người về từ vùng dịch, quản lý chặt chẽ công nhân tại các doanh nghiệp, đặc biệt chú trọng vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch, quản lý chặt chẽ những người cách ly, đẩy mạnh tiến độ tiêm phòng vaccine để đạt tỷ lệ cao nhất và hoàn thành tiêm phòng mũi 2 trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương triển khai thành lập ngay trạm y tế lưu động, tiến hành phân loại cụ thể từng đối tượng, có kế hoạch điều trị F0 và cách ly đối tượng F1, F2. Sở Y tế phối hợp với các địa phương chuẩn bị vật tư y tế, cơ sở vật chất và thuốc điều trị cho bệnh nhân F0 một cách tốt nhất.